sự khác biệt giữa vợ và bồ. Thứ nhất, vợ bên chồng khi cơ hàn, bồ lại đến lúc giàu sang. Ngày xưa, chồng chở vợ trên chiếc xe máy cũ kỹ, hò hẹn chẳng xa xỉ, cưới nhau cũng chẳng rình rang, là hậu phương vững chắc, chẳng hề gian khổ. Có vợ có chồng thì tát biển Đông cũng cạn. Ngày nay, chồng chở bồ trên chiếc ô tô tiền tỷ, hò hẹn nơi nhà hàng sang trọng, tặng bồ kim cương vàng ngọc. Thứ hai, vợ không đòi hỏi, bồ đòi quá sang. Từ ngày có con, chồng chẳng còn nhớ đến sinh nhật của vợ, và nếu có nhớ thì cũng viện cớ để tiền đó mua bỉm sữa cho con. Vợ không đòi hỏi không phải bởi vì vợ không thích, mà vì nỗi lo ngập trong mắt vợ, vì vợ thương chồng thương con. Ngày sinh nhật của bồ, tiền bó hoa chồng tặng cô ấy còn bằng cả mấy hộp sữa của con. Và tất nhiên cô bồ nào mà chẳng sung sướng khi nhận được những món quà đó. Thậm chí cô nàng còn có thêm một list danh sách những món quà thú vị khác mà chồng gửi tặng. Thứ ba, vợ cằn nhằn khô khan, bồ dịu dàng nũng nịu. Vợ là khi chồng đi nhậu về sẽ cằn nhằn gắt gỏng, đôi khi nói những câu rất khó nghe, nhưng sau tất cả cô ấy vẫn là người chăm sóc cho chồng. Còn bồ thì sao? Không quan trọng anh đi đâu, với ai, làm gì, miễn là anh đến với em, chu cấp cho em, tặng quà cho em là được. Khi chồng chưa có gì thì chỉ cần có vợ, đến khi vợ cạn thanh xuân, chồng có sự nghiệp ổn định thì lại tìm thanh xuân nơi người phụ nữ khác.